Thị trường sụp đổ bất ngờ, cầm hàng chỉ biết ngẩn ngơ cuối ngày. Thị trường đã phản ánh xong xuôi kết quả kinh doanh quý 2 trong khi những thông tin về chiến sự khu vực Trung Đông đã như một cơn lốc xoáy cuốn bay điểm của VN Index. Chỉ số mất bình tĩnh ngay đầu phiên, lực bán càng về cuối phiên càng mạnh, kết cục bay gần 25 điểm, giảm sâu về vùng 1.226,96 điểm. Cổ phiếu chìm trong biển lửa với 423 mã đỏ rực, chỉ còn lại 45 mã hiếm hoi tăng. Không còn một nhóm nào duy trì được sắc xanh. Trong đó, dịch vụ viễn thông giảm khốc liệt nhất 11,25%, chủ yếu do cổ phiếu VGI rớt 14,63%, LC giảm 6,44%, chứng khoán giảm 4,49%. Các nhóm giảm trung bình 2-3%, rất nhiều như vật liệu xây dựng giảm 3,24%, vận tải giảm 2,39%, bán lẻ giảm 2,16%, hàng tiêu dùng giảm 3,02%, bất động sản giảm 2,63%. Nhóm ngân hàng hôm nay cũng giảm 1%. Top các cổ phiếu thổi mất điểm của thị trường gồm GVR thổi 1,55 điểm, FPT đánh bay 1,35 điểm. Nhóm ngân hàng có MBB, BID và VPB thổi bay thêm hơn 3 điểm nữa. Ở chiều ngược lại, VCB gồng mình giữ chỉ số lấy lại được 2,04 điểm nhưng không đáng kể. Điểm tích cực là thanh khoản 3 sàn lên mức cao khớp lệnh 24.600 tỷ đồng cho thấy lực bắt đáy không nhỏ. Khối ngoại đảo chiều mua dòng nhẹ 61 tỷ đồng chủ yếu gom VCB, VNM, MVKG, MSN và bán ra FPT, SSI. Diễn biến khá sốc phiên này đã khiến rất nhiều cổ phiếu mất sạch thành quả phục hồi trong 6 phiên vừa qua. Các yếu tố nội tại của thị trường không có thay đổi gì bất thường, nhưng nhà đầu tư lại có một ngày phản ứng rất cảm tính và khá hoảng loạn.